kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2019. Thưa quý vị, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức buổi gặp mặt trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đến dự và chủ trì buổi gặp mặt có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các lãnh đạo đại diện một số bộ ngành và 100 đại biểu là các nhà trí thức khoa học đã đạt các giải thưởng khoa học công nghệ tiêu biểu trong nước và quốc tế. Phát biểu khai mạc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao vai trò của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đội ngũ trí thức khoa học công nghệ đã đóng vai trò động lực đi đầu trong việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhiều công trình khoa học đã góp phần quan trọng thay đổi cơ cấu kinh tế, tăng năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao và đóng góp vào sự phát triển khoa học thế giới. Tuy nhiên, sự phát triển đội ngũ trí thức cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu còn hạn chế. Việc huy động tiềm năng tri thức vào sự nghiệp phát triển của đất nước vẫn còn thấp so với nhu cầu. Quá trình thực hiện sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ phát triển đất nước cần phải tiếp tục nghiên cứu, từng bước hoàn thiện từ lý luận đến thực tiễn. Điều này phụ thuộc rất lớn vào sự tham gia đóng góp của đội ngũ tri thức, các nhà khoa học Việt Nam. Toàn đảng, toàn dân luôn trân trọng và kỳ vọng vào đội ngũ tri thức, rất mong muốn đội ngũ trí thức và các nhà khoa học tiếp tục không ngừng phấn đấu, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, phát huy vai trò năng động, sáng tạo, vươn lên trở thành nhân tố nòng cốt, tiên phong trong xây dựng và phát triển đất nước. Tại buổi gặp mặt, các nhà trí thức khoa học công nghệ đã thẳng thắn bày tỏ những ý kiến tâm huyết, kiến nghị cụ thể để thuận lợi hơn trong nghiên cứu, tiếp cận được công nghệ mới trong bối cảnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả và tính ứng dụng của các nghiên cứu khoa học. Phát biểu kết thúc buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, mặc dù chính sách tài chính đã có nhiều thay đổi nhưng chưa đáp ứng được mong mỏi của các nhà khoa học. Nhiều công trình, đề tài, dự án, các nhà khoa học vẫn phải mất nhiều thời gian trong thanh quyết toán. Để hợp thức hóa nguồn chi chính đáng, vẫn còn tình trạng nhà khoa học phải sáng tác số liệu. Vì thế, thời gian tới cần có chính sách kinh tế để doanh nghiệp thấy được cái lợi khi đầu tư cho khoa học và công nghệ đào tạo. Đặc biệt cần khai thông đổi mới trong thu chi khoa học, xây dựng các chính sách đãi ngộ để cải thiện tình trạng một phần kinh phí sự nghiệp khoa học. Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2019, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ biểu dương 153 tập thể và 239 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018-2019. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi dịp tháng năm về, trái tim của mỗi người dân Việt Nam lại trào dâng niềm tự hào và cảm xúc thiêng liêng khi được đón mừng sinh nhật Bác Hồ, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Điều đặc biệt và càng cảm xúc hơn khi kỷ niệm 129 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là tròn 50 năm toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta học tập làm theo di chúc thiêng liêng của người. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các ban ngành quận huyện rất xúc động khi tham dự buổi tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 2 năm gần đây. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã ôm lại cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôm lại những trang di chúc mà người để lại cho dân tộc. Đó là tầm nhìn xa, trông rộng, khả năng tổng hợp và phán đoán rất sâu sắc của Bác Hồ đối với các sự kiện trọng đại của đất nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Những cái đóng góp của Bác là chúng ta đều biết, thế giới đã công nhận danh nhân văn hóa. Nhưng một cái chúng ta thấy Bác không nói ra là cái chịu đựng, hy sinh của một con người với gia đình. Và chúng tôi nghĩ là nhân dịp ngày sinh của Bác, 50 năm di chúc, chúng ta cũng nhắc lại cái đó. Cho nên đất nước Việt Nam chính là gia đình của Bác. Mỗi một gia đình Việt Nam
có thể coi như là con cháu của bác, thắp hương cho bác những cái ngày, ngày sinh nhật, ngày giỗ, những ngày Tết của đất nước. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, vượt lên nhiều khó khăn chung, những kết quả đạt được của thành phố trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong năm 2018 và các năm qua là rất đáng trân trọng. Thành công chung đó là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực sáng tạo từ tập thể đảng bộ đến toàn hệ thống chính trị, hệ thống doanh nghiệp, các tổ chức và đặc biệt là đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố. Trong đó có sự đóng góp của các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có mặt ngày hôm nay. Từ những tập thể như công an của một quận, như một cái bệnh viện, như các thầy cô trong trường học, như các hoạt động cựu chiến binh, của đoàn thanh niên, của các vị tăng ni, tôn giáo. Mỗi người một cái góc của mình, nhưng mà đều chọn trong cuộc đời của bác những cái phần gì về tư tưởng, về đạo đức phong cách mình học tập, mình làm theo để công việc của mình hiệu quả hơn, phục vụ cho nhân dân, cho đối tượng của mình là học sinh, là bệnh nhân được tốt hơn. Và chính những tấm gương này hàng ngày hàng tháng là cái sự nhắc nhở đối với chúng ta về cái tình cảm trách nhiệm chúng ta đối với bác. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi tất cả các cán bộ, đảng viên hãy lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cho công việc của mình. Sứ mạng lịch sử của người đảng viên hôm nay vừa lãnh đạo công việc của đảng bộ tại đơn vị, đồng thời phải là một tấm gương để quần chúng noi theo. Chương trình đã giao lưu với nữ họa sĩ Đặng Ái Việt bằng công trình vẽ chân dung mẹ Việt Nam anh hùng gây ấn tượng, với chân dung hơn 2.000 các mẹ ở khắp các tỉnh thành đã được vẽ trong suốt 10 năm. Giao lưu với đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Lê Nguyên Đạt, đạo diễn vở Tổ quốc nơi cuối con đường, tái hiện hành trình bôn ba tìm đường cứu nước của người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đã gây xúc động với người xem. Cái vai trò của cái người nghệ sĩ ngày hôm nay mà chúng tôi đang thực hiện đó là chúng tôi làm tốt nhất, rèn đức luyện tài và thể hiện từng vai diễn, từng vở diễn của mình bằng tất cả sự cố gắng, tài năng cũng như là đặc biệt là loại hình nghệ thuật dân tộc. Không đến 300 chữ, nói chính xác là 276 chữ, và có thể nói tôi thuộc lòng từng chữ một của bức thư này. Tuy nhiên trong bức thư của bác thì có một cái điều mà tôi luôn luôn tâm niệm với mình rằng bác dặn rằng nghệ sĩ phải là chiến sĩ. Vâng, và chúng tôi, những người nghệ sĩ đã chọn cho mình một con đường và tự nguyện xem mình là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa nghệ thuật. Vì vậy, công trình này tôi đi đến đâu không chỉ là hành trang, mà nó là một cái điều rất là thiêng liêng để cho tôi luôn luôn nhắc nhở mình là chiến sĩ, là người nghệ sĩ, là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Thực hiện tốt, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018-2019, 153 tập thể và 239 cá nhân được biểu dương hôm nay là những bông hoa tiêu biểu trong chủ động, sáng tạo, tích cực và trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều công trình, giải pháp mới. Đó là những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, các nhân sĩ trí thức, thầy cô giáo, y bác sĩ, văn nghệ sĩ, nhà báo, người lao động, các vị chức sắc, tôn giáo, đại biểu tiêu biểu các giới đồng bào thành phố, học bác, làm theo bác bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ để cùng chung tay xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Tuyên dương phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, báo Quân đội Nhân dân số ra sáng nay có bài viết giới thiệu nhiều mô hình hay, cách làm tốt đang được quân khu 9 thực hiện.
Trong đó tiêu biểu là các phong trào một tập trung ba đột phá của bốn cơ quan quân khu, phong trào rèn đức luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh bộ đội cụ Hồ của các sư đoàn, lữ đoàn chuyên môn, mô hình thông tin liên lạc giỏi, tổng trạm chính quy kiểu mẫu. Sau khoảng 3 năm áp dụng, các mô hình này đều tạo được những thay đổi lớn. Các chiến sĩ nắm chắc được tính năng kỹ thuật tác chiến, khai thác sử dụng các thành thạo các phương tiện khí tài hiện có và khí tài mới được trang bị, mẫu mực về lễ tiết tác phong, chấp hành kỷ luật thông tin, có tinh thần tương thân tương ái. Riêng mô hình thông tin liên lạc giỏi, tổng trạm chính quy kiểu mẫu đã được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua 4 năm liền từ năm 2015 đến 2018. Trong di chúc để lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt về công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng. Trong đó, người căn dặn trong đảng thực hành dân chủ rộng rãi thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình để củng cố phát triển đoàn kết thống nhất trong đảng. Những năm gần đây, khi đảng đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn, rất nhiều vụ việc tham nhũng lãng phí lớn đã được phát hiện. Rất nhiều cán bộ đảng viên, trong đó có những cán bộ đảng viên giữ chức vụ cao đã bị kỷ luật. Không phải tất cả, nhưng có thể thấy đa phần cán bộ bị kỷ luật đều vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành và trong sinh hoạt đảng. Với chủ đề công nhân viên chức người lao động khối công nghiệp tự hào tiến bước dưới cờ đảng, hội diễn văn nghệ công nhân do Đảng ủy khối doanh nghiệp công nghiệp trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã thành công tốt đẹp và để lại những ấn tượng sâu đậm trong nhiều người. Hội thi thu hút 13 đội tham gia, các tiết mục được thể hiện sinh động qua các loại đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca với những bài hát ca ngợi về Đảng, Bác Hồ kính yêu, đất nước và con người Việt Nam, ca ngợi truyền thống anh hùng của dân tộc trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, hình ảnh công nhân viên chức, người lao động trong thời đại mới. Những tấm gương tiêu biểu trong lao động, học tập, sáng tạo, những công trình tôn vinh và khắc họa hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Hội thi đã thực sự tạo được sân chơi bổ ích cho công nhân viên chức người lao động và học sinh sinh viên trong khối, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, phát huy tiềm năng nghệ thuật quần chúng, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ. Lần đầu tiên các em học sinh của trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương được tham gia các hoạt động khám phá, trải nghiệm, in tranh khắc gỗ về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ một số bức tranh mẫu được lựa chọn trong trưng bày chuyên đề Chân dung Hồ Chí Minh góc nhìn từ tranh cổ động 1969 đến 2011. Việc tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tranh cổ động mang lại cho các em sự hào hứng, thích thú và những bài học thú vị. Con đã in được một bức tranh là Bác Hồ bế một em bé và con cảm thấy là bức tranh đó rất là đẹp ạ. Con thấy là Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng cho mọi người noi theo và nếu như mà và con là học sinh thì con sẽ học tập thật là chăm chỉ và giỏi để noi theo tấm gương Hồ Chí Minh. Không chỉ được tham gia các hoạt động trải nghiệm, cô trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương còn được xem 60 bức tranh cổ động trưng bày tại triển lãm. Đây đa phần là các tác phẩm gốc được sáng tác và phát hành sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Các tác phẩm với những cách thể hiện phong phú đã khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại và vô cùng giản dị, gần gũi, là tấm gương cổ vũ lớn đối với các thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Qua đây thì mình mong muốn các con sẽ tăng thêm tình yêu quê hương đất nước, có niềm tự hào về dân tộc. Đối với công chúng thưởng lãm, đặc biệt là thế hệ trẻ, những triển lãm như thế này là dịp để giáo dục thế hệ thanh thiếu niên về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2563, dương lịch 2019, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đã đến thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Trí Quảng, đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Lưu Quang kính chúc Hòa thượng Thích Trí Quảng nhiều sức khỏe, bình an, có những cống hiến đóng góp cho phong trào chung của thành phố, tiếp tục đồng hành cùng lãnh đạo thành phố, góp phần xây dựng và phát triển thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã tổ chức hội thảo định hướng chiến lược lao động, việc làm và phát triển kỹ năng trong giai đoạn 2021-2030. Theo báo cáo, giai đoạn 2011-2018, lực lượng lao động tăng từ 51,7 triệu lên 55,4 triệu người, tỷ lệ thiếu việc làm giảm từ 5,48% xuống còn 1,46%, tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức từ 2 đến 2,2%. Bên cạnh đó, hệ thống luật pháp cũng đã dần được hoàn thiện, nhưng vẫn còn nhiều lỗ hổng và nhiều bất cập cần phải sửa đổi như luật lao động, luật việc làm, luật chính sách bảo hiểm thất nghiệp, thiết chế xử lý tranh chấp lao động. Đứng trước xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập giai đoạn 2021-2030, Việt Nam sẽ phải tiếp tục hoàn thiện thể chế thị trường lao động, mở rộng diện bao phủ và hiệu lực ra khu vực phi chính thức và khu vực nông nghiệp, hoàn thiện thể chế quan hệ lao động, cách thiết chế giải quyết tranh chấp lao động, đồng thời đổi mới về cách tuyển dụng, sử dụng, đánh giá và trả công lao động, gắn sử dụng đánh giá với đào tạo nguồn nhân lực. Một thông tin trong lĩnh vực kinh tế, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức tọa đàm xúc tiến thương mại đầu tư giữa Việt Nam với các đối tác chiến lược, góc nhìn doanh nghiệp. Đây là sự kiện nhằm mục đích trao đổi thông tin hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp FDI. Theo các đại biểu, hiện nay năng lực để hội nhập của khối doanh nghiệp Việt với đối tác các nước vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân là do khối này chưa bắt kịp phát triển công nghệ mới, tiềm lực tài chính cũng như nhân lực kém. Làm thế nào để cái sản phẩm của mình có thể là nó đã tốt rồi, ở Việt Nam đã tốt rồi, có thể đạt được cái đẳng cấp quốc tế rồi, nhưng mà liệu có vào được cái thị trường ở cái nước sở tại hay không, có đáp ứng được những cái yêu cầu về mặt kỹ thuật cũng như là về mặt thương mại hay là những cái yêu cầu khác hay không, thì cái đấy rất là cần những cái cơ quan chức năng cũng như là nhà nước có thể hỗ trợ bằng nhiều hình thức, ví dụ như là thông tin hay là mở những khóa đào tạo hay là những cái cuộc xúc tiến thương mại. Ngoài khó khăn về nguồn vốn thị trường, thì việc xuất khẩu hàng hóa sang thị trường các nước đối tác chiến lược quan trọng cũng đang là thách thức của doanh nghiệp Việt khi những thị trường này đòi hỏi khắt khe về truy xuất nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm. Cần phải có những cái định hướng cũng như có các chương trình hành động trên cơ sở liên kết được giữa các cái bộ ngành địa phương và các cái tổ chức xúc tiến, quyết định tổ chức cái mạng lưới các cái tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư trong cả nước, cũng như có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái mô hình tổ chức xúc tiến có hiệu quả. Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khẳng định, trong thời gian tới, VCCI sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quảng bá hình ảnh sản phẩm trực tiếp với các đối tác chiến lược, tăng cường tổ chức kết nối giao thương, đồng thời sẽ kiến nghị những vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp với chính phủ cũng như các bộ ngành liên quan. Bất chấp các giải pháp đẩy mạnh giao dịch điện tử, tiền mặt vẫn chiếm ưu thế tại khu vực ASEAN và nhất là ở Việt Nam. Trong 6 nước được thống kê, tiền mặt chiếm hơn 70% giao dịch tại Philippines và Indonesia và 43% tại Singapore. Tỷ lệ người dân Việt Nam có tài khoản ngân hàng dùng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ khá thấp, trong khi chọn hình thức trả tiền mặt khi mua hàng trực tuyến cao nhất lên tới hơn 90%. Dù người Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung còn thói quen dùng tiền mặt cao, nhưng tương lai phi tiền mặt vẫn sáng lạng. Hiện có khoảng 20 ví điện tử tại Việt Nam. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổng giá trị các giao dịch thông qua ví điện tử năm 2017 đạt hơn 53.000 tỷ đồng, tương đương 2,2 tỷ đô la Mỹ, đã tăng 64% so với năm 2016. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè luôn là một vấn đề nan giải đặt ra trong công tác quản lý trật tự đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian gần đây, một số tuyến đường lại bị tái lấn chiếm, gây khó khăn cho người đi bộ tham gia giao thông. Ghi nhận của phóng viên HTV tại khu vực phường 5 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp cụ thể để chấn chỉnh tình trạng này. Tuyến đường Hoàng Sa trên địa bàn phường 5 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh có gần 100 hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Chính vì lẽ đó, tình trạng vỉa hè bị lấn chiếm thường xuyên xảy ra. Người ta cứ nghĩ là đường mà người ta để xe tùm lum mà bán tùm lum hết này, tối nữa nó bày bàn bày ghế. Trước thực trạng vỉa hè bị lấn chiếm, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Vận động các hộ kinh doanh và các hộ dân cho làm bản cam kết không để xe ra ngoài lòng lề đường. Hơi nhấn lấn ra đó là người ta nhắc nhở đưa vô cho nó đúng cái đường đi bộ. Tuyến đường Hoàng Sa ở đây chúng tôi cũng đã tập trung là thường xuyên hàng tuần, và hàng tuần trong tuần chúng tôi phân chia ra là theo giờ cao điểm của hàng ngày, và sau đó là có kết hợp với lại đội quản lý trật tự đô thị của quận để kiểm tra chấn chỉnh và kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm. Đến nay thì tình trạng là vi phạm trên địa bàn trên tuyến đường thì cũng
việc cũng cơ bản được giải quyết được trục căng cơ. Tuy nhiên là vẫn còn một số thì ít thì nó vẫn còn có trường hợp vi phạm. Với việc dịch tả heo châu Phi xảy ra tại Đồng Nai, Bình Phước, Hậu Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo nguy cơ lây nhiễm vào thành phố rất cao. Thành phố Hồ Chí Minh có 5 huyện chăn nuôi cần phải giám sát phun thuốc tiêu độc khử trùng. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ thành lập 5 trạm kiểm dịch quốc gia, tần suất hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành lập tăng tần suất hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành lập thêm 3 chốt kiểm soát ở các vùng giáp ranh Bình Dương, Đồng Nai và các chợ, các đầu mối giao thông. Ngoài ra còn có tổ chức tiêu độc khử trùng tại các điểm vào nội thành, điểm giết mổ, lấy mẫu xét nghiệm thường xuyên. Trong tháng 5 này, thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng về số lượng, chuyển dần từ sử dụng lao động giản đơn sang lao động có kỹ năng và trình độ cao. Theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố cần khoảng 30.000 chỗ làm việc trong tháng 5. Đặc biệt, nhu cầu nhân lực tập trung ở lao động qua đào tạo chiếm 78,2%, trong đó lao động trình độ đại học trở lên chiếm 23,6%, cao đẳng chiếm 16,1%, trung cấp chiếm 23,1%, sơ cấp nghề, công nhân kỹ thuật lành nghề chiếm 15,2%. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 có chủ đề giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng. Tuần lễ bắt đầu từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 5. Năm nay, tình hình thiên tai tại Việt Nam được nhận định có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường theo chiều hướng cực đoan. Vì vậy, các bộ ngành, các cơ quan chỉ đạo phòng chống thiên tai tại Trung ương và địa phương, các tổ chức đoàn thể lực lượng vũ trang cần tập trung lãnh đạo, xây dựng kế hoạch và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai, thiết thực triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia, tạo được sự tham gia rộng rãi của cơ quan, tổ chức và nhân dân. Trong đó, chú trọng tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức, tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị phòng ngừa ứng phó thiên tai tại các cấp và cộng đồng theo phương châm 4 tại chỗ, công tác đảm bảo an toàn rủi ro liên quan đến nước đối với trẻ em, tổ chức rà soát và cắm biển cảnh báo tại các khu vực địa điểm có nguy cơ cao rủi ro thiên tai. Những ngày qua, một số thuê bao của hệ thống truyền hình cáp HTVC bị sự cố, không thể xem được các kênh. Nguyên nhân được HTVC giải thích là do việc thực hiện nâng cấp gói kênh. Đại diện truyền hình cáp HTVC cho biết, trong tháng 5, đơn vị vừa thay đổi lại gói kênh và điều chỉnh giá cước thuê bao. HTVC giữ nguyên gói dịch vụ truyền hình cáp, dịch vụ kỹ thuật số HD được đổi tên thành dịch vụ truyền hình kỹ thuật số cao cấp HD Premium và bổ sung thêm dịch vụ truyền hình số cơ bản. Việc thay đổi này nhằm nâng cao chất lượng tín hiệu, bỏ các kênh trùng lắp, tăng gói kênh HD từ 50 lên 70 kênh. Ngoài ra, khách hàng còn được xem thêm 4 kênh ca cộng. Tuy nhiên, sau khi nâng cấp, nhiều khách hàng không dò được kênh nên đã gọi điện đến tổng đài gây tình trạng quá tải. Đơn vị cũng đã cử nhân viên đến tận nhà khách hàng để khắc phục sự cố. Nếu quý khách hàng không liên hệ được với tổng đài của chúng tôi, quý khách cũng có thể liên hệ qua website hoặc là Facebook của HTVC. Thay đổi lần này là nhằm cập nhật công nghệ để tăng cường cái trải nghiệm cái công nghệ kỹ thuật số cho những cái khách hàng mà sử dụng những cái TV đời mới để có thể tiếp tục theo dõi chương trình. Khách hàng có thể tự dò đầu thu hoặc TV hoặc là chúng tôi sẽ cử nhân viên kỹ thuật đến hỗ trợ. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về dịch vụ truyền hình cáp HTVC, khán giả có thể liên hệ số hotline 1900 1789 hoặc truy cập website www.htvc.vn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Kính chào tạm biệt.